Lành thay, đại vương có thể tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo. Xin đại vương đừng ôm lòng buồn rầu lo sợ. Nếu có chúng sinh nào làm những việc tội lỗi rồi che giấu, lòng không hối tiếc, không biết hổ thẹn, không thấy nhân quả và nghiệp báo, không biết thưa hỏi người có trí tuệ, không gần gũi những người bạn tốt, thì dù tất cả lương y có chẩn đoán bệnh cũng không điều trị được cho người như vậy. Cũng như bệnh Kamala, thầy thuốc ở thế gian đành phải bó tay, kẻ che giấu tội lỗi cũng giống như vậy. Thế nào là những kẻ có tội phải gọi là nhất xiển đề? Nhất xiển đề là kẻ không tin nhân quả, không biết hổ thẹn, không tin nghiệp báo, không thấy có đời hiện tại và đời vị lai, không thân cận gần gũi những người bạn tốt, không vâng theo những lời răn dạy của chư Phật. Những kẻ như vậy gọi là nhất xiển đề, chư Phật Thế Tôn không thể cứu chữa được. Vì sao vậy? Như người đã chết, y thuật thế gian không thể cứu chữa được. Kẻ nhất xiển đề cũng giống như vậy, chư Phật Thế Tôn cũng không thể cứu chữa gì được. Này đại vương, không phải kẻ nhất xiển đề sao lại nói rằng không thể cứu chữa được? Như lời đại vương nói là không ai có thể chữa trị được khổ não trong thân tâm đại vương. Nhưng đại vương nên biết, có người con của vô tịnh phạn ở thành Ca Tỳ La, họ Cồ Đàm, tên là Tất Đạt Đa, không có thầy mà tự mình có thể giác ngộ, đạt được quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngài có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân hình. Ngài có đủ 10 sức, 4 đức chẳng sợ, thấy biết rõ ràng tất cả. Có lòng đại từ đại bi, thương xót muôn loài, đồng như con một của Ngài là La Hầu La. Ngài luôn theo giúp những chúng sanh có lòng lành, cũng như nghe con luôn theo bỏ mẹ. Ngài biết thuyết giảng đúng lúc, khi không thích hợp thì không nói ra và chỉ nói những lời chân thật, trong sạch, tốt đẹp, có ý nghĩa, đúng chánh pháp, không thay đổi và có thể giúp cho chúng sanh mãi mãi xa lìa phiền não. Ngài cho biết mọi cội nguồn tâm tánh của chúng sanh, tùy nghi sử dụng nhiều phương tiện, tất cả đều thông đạt. Trí tuệ Ngài cao lớn như núi Tu Di, sâu rộng mênh mông như biển lớn. Vị Phật Thế Tôn này có trí tuệ kim cương, có thể làm tiêu tan hết thảy mọi tội ác của chúng sanh. Nếu nói Phật không thể giải trừ tội lỗi cho đại vương thì thật là vô lý. Hiện nay Đức Phật đang ở cách đây 12 do tuần tại thành Câu Thi Na, chỗ có hai cây sa la mọc sóng đôi, vì vô số các vị tăng Bồ Tát mà diễn thuyết đủ các pháp, như pháp có hoặc pháp không, hữu vi hoặc vô vi, hữu lậu hoặc vô lậu, quả báo của phiền não hoặc quả báo của pháp lành, hoặc pháp thuộc về hình sắc, hoặc pháp chẳng thuộc về hình sắc, hoặc pháp chẳng phải sắc cũng không phải chẳng phải sắc, hoặc ngã chẳng phải ngã, hoặc chẳng phải ngã cũng không phải chẳng phải ngã, hoặc thường chẳng phải thường, hoặc chẳng phải thường cũng không phải chẳng phải thường, hoặc lạc chẳng phải lạc, hoặc chẳng phải lạc cũng không phải chẳng phải lạc, hoặc tướng chẳng phải tướng, hoặc chẳng phải tướng cũng không phải chẳng phải tướng, hoặc dứt đoạn chẳng phải dứt đoạn, hoặc chẳng phải dứt đoạn cũng không phải chẳng phải dứt đoạn, hoặc thế gian xuất thế gian, hoặc chẳng phải thế gian cũng chẳng phải xuất thế gian, hoặc giáo pháp chẳng phải giáo pháp, hoặc chẳng phải giáo pháp cũng không phải chẳng phải giáo pháp, hoặc tự mình làm tự mình chịu, hoặc tự mình làm người khác chịu, hoặc không có tạo tác, không có nhận chịu. Nếu đại vương đến chỗ Phật và được nghe giáo pháp không tạo tác, không nhận chịu, thì những tội nặng của đại vương sẽ tức thời diệt mất. Này xin đại vương hãy nghe qua việc này, khi thọ mạng của Thích Đề Hoàn Nhân sắp hết, liền có năm tướng suy mất hiện ra, một là y phục nhơ nhớp, hai là hoa trên đầu héo rũ, ba là thân thể hôi hám nhơ nhớp, bốn là mồ hôi thường ra dưới nách, năm là không còn ưa thích chỗ ngồi của mình. Bấy giờ vị thiên đế thích ấy thấy ở những nơi vắng vẻ tịch tĩnh có vị sa môn hoặc bà la môn nào đều tìm đến, nghĩ rằng những vị ấy là Phật. Nhưng những sa môn hoặc bà la môn ấy khi nhìn thấy đế thích đều lấy làm mừng rỡ, nói rằng: thưa đức vua cõi trời, nay tôi xin được quy y với ngài. Đế thích nghe như vậy liền biết họ không phải là Phật, tự nghĩ rằng nếu họ không phải là Phật thì không thể cứu chữa được năm tướng suy mất của ta. Bấy giờ vị quan đánh xe cho vua trời đế thích là Bát Giả Thi liền tâu rằng: kiểu thi ca, có vị vua Càn Thát Bà tên là Đôn Phủ Lâu có người con gái tên Tu Bạt Đà. Nếu ngài chịu ban cô công chúa ấy cho hạ thần sẽ chỉ cho ngài nơi có thể trừ dứt các tướng suy mất. Đế thích liền đáp: thiện nam tử, vua A Tu La là Tỷ Ma Chất Đa, có công chúa Xá Chỉ là người ta yêu kính nhất. Nếu khanh có thể chỉ cho ta nơi trừ dứt được các tướng xấu, thì ta sẽ ban công chúa ấy cho khanh, huống chi là công chúa Tu Bạt Đà.
Quan đánh xe tâu rằng: Kiểu Thi Ca, có Đức Phật Thế Tôn là Thích Ca Mâu Ni này đang ở tại thành lớn Vương Xá. Nếu Ngài có thể đến đó thưa hỏi những điều chưa biết, thì chắc chắn sẽ có thể diệt trừ được những tướng suy mất kia. Đế Thích nói: Thiện nam tử, nếu quả Đức Phật Thế Tôn có thể trừ dứt được các tướng suy cho ta, thì khanh hãy đưa ta đến ngay chỗ của Ngài. Quan đánh xe vâng lời, liền quay xe hướng đến thành Vương Xá, núi Kỳ Xà Quật. Khi đến chỗ Phật, Đế Thích cúi đầu lễ bái dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong hai cõi trời người có những gì là trói buộc? Phật dạy: Kiểu Thi Ca, tham tiếc keo lận và ganh ghét ghen tị là những sự trói buộc. Đế Thích lại thừa hỏi: Tham tiếc keo lận và ganh ghét ghen tị do đâu sanh ra? Phật dạy: Do vô minh sanh ra. Lại hỏi: Vô minh do đâu sanh ra? Phật dạy: Do phóng túng buông thả sanh ra. Lại hỏi: Phóng túng buông thả do đâu sanh ra? Phật dạy: Do điên đảo sanh ra. Lại hỏi: Điên đảo do đâu mà sanh ra? Phật dạy: Do lòng nghi ngờ sanh ra. Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả đúng như lời Phật dạy, pháp điên đảo là do lòng nghi ngờ sanh ra. Vì sao vậy? Vì con đây quả thật có lòng nghi, vì có lòng nghi nên sanh ra điên đảo. Chẳng phải Thế Tôn lại tưởng là Thế Tôn, nay con được gặp Phật, lòng nghi liền dứt trừ. Lòng nghi dứt trừ nên sự điên đảo cũng dứt hết. Điên đảo dứt hết nên không có lòng tham lam cho đến không ghen tị. Phật dạy, ông nói rằng không có lòng tham lam ghen tị, vậy đã đắc quả A-na-hàm rồi chăng? Người đắc quả A-na-hàm không có lòng tham. Nếu không có lòng tham, sao lại vì mạng sống mà tìm đến chỗ ta? Nếu thật là đắc quả A-na-hàm thì không tham cầu mạng sống. Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn, nếu có điên đảo ắt có mong cầu mạng sống, người không điên đảo ắt không mong cầu mạng sống. Này con thật không còn mong cầu mạng sống, chỉ cầu được pháp thân Phật và trí tuệ Phật mà thôi. Phật dạy: Kiểu Thi Ca, người cầu pháp thân Phật và trí tuệ Phật thì trong tương lai chắc chắn sẽ được. Lúc ấy Đế Thích nghe Phật thuyết pháp rồi, năm tướng suy tức thời diệt mất, liền đứng dậy kính lễ, đi quanh Phật ba vòng, cung kính chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, nay con vừa chết đi sống lại, mạng sống mất rồi, nay con lại còn được nghe Phật thọ ký sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó chính là được sanh ra lần nữa, được mạng sống lần nữa. Bạch Thế Tôn, như tất cả chúng sanh trong loài người và chư thiên, phải làm thế nào để được tăng ích, lại do nhân duyên gì phải bị tổn giảm? Phật dạy: Kiều Thi Ca, đấu tranh giành giật là nhân duyên làm tổn giảm trong cả hai cõi trời người. Khéo tụ tập phép hòa kính, ắt sẽ được sự tăng ích. Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn, nếu sự đấu tranh làm tổn giảm, thì từ nay con sẽ không đánh nhau với loài A-tu-la nữa. Phật dạy: lành thay, Kiểu Thi Ca, chư Phật Thế Tôn dạy rằng pháp nhẫn nhục là nhân của quả A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. Lúc ấy Thích Đề Hoàn Nhân liền lễ bái trước Phật rồi quay về. Thưa Đại Vương, Như Lai có thể dứt trừ các tướng xấu ác, vì thế nên tôn xưng Phật là đấng không thể nghĩ bàn. Nếu Đại Vương đến đó, ắt là có bao nhiêu tội nặng đều sẽ được dứt trừ. Lại xin Đại Vương hãy nghe qua việc này. Có người dòng Bà La Môn, tên Bất Hạ, vì đã giết chết rất nhiều người, nên mọi người đều gọi anh ta là Ương Quật Ma. Người này lại muốn giết mẹ, khi lòng ác khởi lên thì thân cũng theo đó mà động, thân tâm đều động như thế, tức là nhân của năm tội nghịch. Do nhân là năm tội nghịch nên chắc chắn phải đọa địa ngục. Sau đó khi người này gặp Phật thì thân tâm cũng đều động nên muốn làm hại Phật. Thân tâm đều động tức là nhân của năm tội nghịch. Do nhân là năm tội nghịch nên chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Nhưng khi người ấy được gặp bậc thầy lớn là Đức Như Lai, tức thì được trừ dứt nhân duyên vào địa ngục, phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Vì thế nên tôn xưng Phật là bậc lương y cao chỗi nhất, không giống như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại Vương, lại có vị vương tử là Tu Tỷ La bị vua cha nổi giận sai chặt hết tay chân rồi xô xuống giếng sâu. Người mẹ thương xót sai người cứu lên và đưa đến chỗ Phật. Khi vừa gặp Phật, tay chân liền được lành lặn như cũ, liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đại Vương nhờ gặp Phật mà được những quả báo tốt lành ngay trong hiện tại như vậy, nên tôn xưng Phật là bậc lương y cao chỗ nhất, không giống như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại Vương, như trên bờ sông Hằng có 500 ngạ quỷ trải qua vô số năm không hề nhìn thấy nước, tuy đứng trên dòng sông nhưng chỉ thấy toàn lửa đỏ cuộn chảy, bức bách vì đói khát nên kêu gào than khóc. Lúc ấy Như Lai đang ở trong khu rừng Uất Đàm Bát ven sông,
Ngồi dưới một cội cây, những ngạ quỷ này đi đến chỗ Phật bạch rằng: Thế Tôn, chúng con quá đói khát, chẳng sống được bao lâu nữa. Phật dạy: Nước chảy dưới sông Hằng sao các ngươi không uống? Bọn ngạ quỷ đáp: Như Lai thấy đó là nước, nhưng chúng con thấy đó là lửa. Phật dạy: Nước sông Hằng trong mát, thật không phải lửa, vì nghiệp xấu ác của các ngươi nên trong lòng tự điên đảo cho đó là lửa. Ta sẽ vì các ngươi trừ dứt sự điên đảo, khiến các ngươi nhìn thấy nước. Lúc ấy Đức Thế Tôn vì bọn ngạ quỷ mà giảng thuyết chỗ sai lầm tai hại của lòng tham lam keo lận. Bọn quỷ thưa rằng: Nay chúng con đang khát nước, tuy được nghe giảng pháp nhưng chẳng thể nào đưa vào trong tâm. Phật dạy: Các ngươi khát nước thì trước hết có thể xuống sông tùy ý mà uống. Khi ấy bọn quỷ nhờ sức Phật liền uống được nước. Khi uống nước rồi, Đức Như Lai lại vì chúng mà giảng thuyết đủ mọi pháp. Nghe thuyết pháp rồi, hết thảy đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, để xả bỏ thân hình ngạ quỷ, sanh về cõi trời, được thân chư thiên. Đại vương, vì thế nên tôn xưng Phật là bậc lương y cao chỗ nhất, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại vương, tại nước Xá Bà Đề có bọn cướp 500 người, bị vua Ba Tư Nặc móc mắt, không nhìn thấy đường đi, nên không thể tìm đến chỗ Phật. Đức Phật thương xót liền hiện đến chỗ bọn cướp ấy, an ủi, khuyên bảo rằng: Thiện nam tử, hãy khéo giữ gìn thân và miệng, đừng bao giờ làm việc ác nữa. Bọn cướp nghe được giọng nói của Như Lai trong trẻo mầu nhiệm, thấu suốt mọi nơi, trong phút chốc được sáng mắt trở lại, liền đến trước Đức Phật chắp tay lễ kính bạch rằng: Thế Tôn, nay chúng con biết rằng Phật đem lòng từ che chở tất cả chúng sanh, chẳng riêng gì trong hai cõi trời người. Lúc ấy Đức Như Lai liền vì họ mà thuyết pháp. Nghe thuyết pháp rồi, họ đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế nên Đức Như Lai quả thật là bậc lương y cao chỗ nhất của thế gian, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại vương, tại nước Xá Bà Đề có người dòng trên Đà La tên là Khí Hư, đã giết hại rất nhiều người. Khi gặp được đệ tử Phật là Ngài Đại Mục Kiền Liên, liền trừ dứt nhân duyên địa ngục, được sanh lên cõi trời 33. Vì có hàng đệ tử bậc thánh như vậy nên Đức Phật Như Lai được tôn xưng là vị thầy thuốc cao chỗ nhất, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại vương, tại thành Ba La Nại có người con nhà Trường Già tên là A Giật Đa, lén nút loạn dâm với mẹ, rồi vì việc ấy mà nhẫn tâm giết cha. Người mẹ sau đó lại thông dâm với người ngoài, khi biết được sự việc, người ấy liền giết chết mẹ. Người ấy có quen biết với một vị A-La-Hán, lại sanh lòng xấu hổ thẹn nhục nên giết cả vị A-La-Hán ấy. Giết xong liền đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàn xin xuất gia. Lúc ấy chư tỳ kheo đều biết rằng người ấy có ba tội nghịch nên không dám nhận cho, không được phép xuất gia. Người ấy càng thêm tức giận, ngay trong đêm liền phóng hỏa thiêu rụi chỗ ở của chư tăng, làm chết rất nhiều người vô tội. Sau đó người ấy lại vào thành Phương Xá tìm đến chỗ Phật cầu xin Phật thương xót cho được xuất gia. Như Lai liền chấp thuận, vì người ấy diễn thuyết pháp yếu khiến cho tội nặng dần dần thạnh nhẹ, liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế nên tôn xưng Phật là bậc lương y của thế gian, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại vương, tánh tình của Ngài vốn là hung bạo độc ác, lại tin lời kẻ xấu ác là Đề Bà Đạt Đa mà thả con voi lớn đang say rượu muốn đạp chết Phật. Nhưng khi voi thấy Phật liền tức thời tỉnh táo, Phật đưa tay ra xoa đầu, lại thuyết pháp cho voi nghe, khiến nó phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đại vương, loài súc sanh được thấy Phật còn phá trừ hết nghiệp quả súc sanh, huống chi loài người. Đại vương nên biết, nếu được gặp Phật thì có bao nhiêu tội nặng cũng đều trừ diệt hết. Đại vương, khi Đức Thế Tôn chưa đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà vương cùng với vô số quyến thuộc cùng đến chỗ của Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát dùng sức nhẫn nhục để trừ hết tâm ác của ma, khiến ma nhận lãnh chánh pháp, mau chóng phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Phật có sức công đức lớn lao đến như vậy. Đại vương, có quỷ khoáng dã đã giết hại rất nhiều chúng sanh. Bây giờ Như Lai vì Trường Già thiện hiền nên hiện đến thôn khoáng dã thuyết pháp với quỷ. Lúc ấy quỷ khoáng dã nghe pháp rồi hoan hỉ, liền đem Trường Già dâng cho Như Lai, rồi sau đó phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đại vương, ở thành Ba La Nại có người đồ tể tên là Quảng Ngạch, mỗi ngày đều giết chẳng biết bao nhiêu con dê. Đến khi gặp Ngài Xá Lợi Phất, người ấy liền thọ giữ tám giới trong suốt một ngày một đêm. Nhờ nhân duyên ấy, đến khi mạng chung được làm con của vị thiên vương Tỳ Sa Môn ở phương Bắc. Đệ tử của Như Lai còn có công đức lớn lao như vậy, huống chi là Phật.
Đại vương, ở miền Bắc nước Thiên Trúc có thành Tế Thạch, trong thành có vua Long Ấn. Vua ấy trước vì tham muốn ngôi vua nên giết hại cha mình, giết cha rồi, trong lành xong ra, trong lòng sanh ra hối hận, bỏ cả việc nước tìm đến chỗ Phật cầu Phật thương xót cho xuất gia. Phật dạy: lành thay ông đã đến đây. Lời nói vừa dứt thì vua lập tức hóa thành một vị tỳ kheo, tội nặng diệt mất, liền phát tâm an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Đại vương nên biết Đức Phật có công đức lớn lao vô lượng vô biên như thế. Đại vương, Như Lai có người em họ là Đề Bà Đạt Đa phạm ba tội nghịch là phá hoại chúng tăng, làm thân Phật chảy máu và hại bà tỳ kheo ni Liên Hoa. Như Lai vì ông ấy mà thuyết giảng mọi lẽ pháp yếu, khiến cho tội nặng chẳng bao lâu đã thành ra nhẹ. Vì thế nên Đức Như Lai là bậc đại lương y, chẳng phải như bọn sáu thầy ngoại đạo. Đại vương, nếu có thể tin lời hạ thần, xin mau mau đến chỗ Như Lai, nếu chưa tin được cũng xin suy xét kỹ. Đại vương, lòng đại bi của chư Phật Thế Tôn bao trùm khắp cả, chẳng trừ bất cứ một ai, chánh pháp trải rộng chẳng nơi nào là không bao quát. Đức Thế Tôn có lòng bình đẳng đối với người thân kẻ oán, lòng không phân biệt thương ghét, chẳng bao giờ thiên vị người nào, để khiến cho riêng người ấy được thành tựu quả an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề mà những người khác lại không được. Như Lai không chỉ là thầy của bốn chúng mà cũng là thầy của tất cả chư thiên nhân loại, các loài rồng, loài quỷ, địa ngục, súc sanh, quỷ đói, hết thảy chúng sanh nhìn thấy Phật đều khởi sanh tư tưởng cung kính thương yêu như nhìn thấy cha mẹ mình. Đại vương nên biết, Như Lai không chỉ vì những người giàu có cao quý như vua Bạt Đề Ca mà thuyết pháp, Ngài cũng vì cả những người hạ tiện như Yêu Ba Ni. Như Lai không chỉ nhận thức ăn do Tu Đạt Đa, A Na Bần Đàn dâng cúng, mà cũng nhận thức ăn của ông Tu Đạt Đa rất nghèo khó. Không chỉ thuyết pháp vì những người can tánh sáng suốt như Xá Lợi Phất, mà cũng vì những người can tánh ngu độn như Châu Lợi Bản Đặc. Không chỉ cho những người tánh không tham lam như Đại Ca Diếp xuất gia cầu đạo, mà cũng cho những kẻ rất tham lam như Nàn Đà cũng được xuất gia. Không chỉ nhận những người ít phiền não như nhóm ông Yêu Lâu Tần La Ca Diếp xuất gia cầu đạo, mà cũng cho những kẻ nhiều phiền não tạo tội nặng như em vua Ba Tư Nặc là Tu Đà Gia cũng được xuất gia.